Thưa sư, con có thắc mắc về cõi trời như sau. Ở cõi trời thấp nhất, các chư thiên có phải làm việc hay chịu vất vả gì trong khoảng tuổi thọ của mình không? Con chỉ nghe nói sinh hoạt của chư thiên không còn giống con người. Cám dỗ của sự hưởng thụ nhiều hơn, nhưng con chưa được nghe sự miêu tả rõ ràng về cõi trời một cách đảm bảo về nguồn gốc nội dung miêu tả. Sư hoan hỷ cho con giải thích thêm. Quý vị mà muốn hiểu nhiều về cái cõi trời đó, quý vị Google chúng sanh sanh thú ha, tìm giùm sư, tìm giùm sư. Cái chúng sanh và sanh thú, thì cái chúng sanh và sanh thú này đó là nó sẽ giải thích cho quý vị về người và cõi ha. Đấy. Còn riêng cái vấn đề này, riêng cái vấn đề này thì chư thiên ở cõi trời thấp nhất, tức là chư thiên ở cõi tứ thiên vương mà mình gọi là địa cư thiên, ở ở chung cái cõi người với mình á, nó có hai loại. Một là chư thiên hữu phước, tức là tứ thiên vương nhưng mà có phước. Thì đối với những vị mà có phước á, thì các vị đó có cái lâu đài của mình, có cái chỗ ở của mình và có cái sự hưởng thụ riêng của mình, và các vị đó không phải làm việc gì cả. Còn những cái vị mà trời ở cõi thấp nhưng mà thuộc cái dạng mà không có phước, thiếu phước, tức là chỉ vừa đủ cái phước để mà làm chư thiên thôi, chứ còn không còn cái phước nào nữa hết. Thì những vị đó đó sẽ phải nghe theo cái sự sai khiến của tứ đại thiên vương. Còn nếu không á thì các vị đó một số sẽ sống dựa vào sự cúng dường của loài người, và một số sẽ giống như cái kiểu mình gọi là long thần thổ địa đó, kiểu vậy đó. Cần cái sự cúng dường của loài người, bởi vì họ không có được cái gì hết trơn, họ không có thực phẩm, họ không có cái gì để cúng dường để ăn hết trơn. Và một ở trong chú giải thậm chí có nói là một vài cá biệt là còn làm cái chuyện là dọa dẫm, hù dọa loài người để người ta sợ mình á, để người ta sợ mà người ta cúng dường, cũng có nữa, cũng có. Đó là cái kiểu một số những cái cõi trời thấp nhất nhưng mà thiếu phước. Quý vị hỏi như thế nào mà thiếu phước thì nó như thế này. Như trong kinh Tệ Túc á, thì những người bố thí bậc hạ, tức là mình cho người ta nhưng mà cho cái kiểu là cho cái đồ vứt đi. Ví dụ như cái đồ cơm thừa canh cặn, hoặc là cái thứ mình bỏ, ví dụ như là áo cũ mình không có thèm mặc, hoặc là đồ ghế cũ, bàn ghế cũ, đồ cũ mình không có thèm xài, để thì chướng con mắt, bán thì không ai mua, thành ra mình đem mình cho ai cần thì lấy, thì cái kiểu vậy đó. Thì làm như vậy vẫn có phước chứ không phải là không có phước, nhưng mà cái phước đó chỉ đủ cho vị đó sanh thiên. À quên, còn một cái điều kiện nữa là không có tà kiến nha, không có tà kiến. Thì nhờ như vậy đó thì vị đó sanh thiên, nhưng mà chỉ đủ đủ cái vé sanh thiên thôi. Mà khi chúng ta bố thí bậc hạ như vậy đó, chúng ta không đủ phước để thêm cái gì hết.
chỉ đủ để sanh thiên thôi. Thì như vậy thì các vị đó phải xoay sở để mà có cái chỗ ở, rồi để có cái để mà ăn ăn uống như vậy đó. Sẵn thì có thể là trong vài ngày tới, tại vì nó kỳ, tại vì con kiến ấy, kiến nó làm ổ, nó làm tổ ở trong phòng thì phải tắt đèn, để ánh sáng ở ngoài đó. Tới cái mùa mưa đó, kiến cắn nó bắt đầu nó lên, nó lên mà nếu mình mở đèn á, nó sẽ bay đầy trong phòng hết. Thành ra phải tắt đèn, thì để ánh sáng ngoài đó thì cái mấy kiến cánh mà nó ra khỏi ổ, nó sẽ bay ra ngoài. Do kiến nó làm cái làm ổ cái kẹt cửa thì nó thông vào trong phòng được. Cửa thì sư có làm lưới rồi, cho nên nó không đi vào trong cái cửa sổ được, nó không đi vào cái lỗ thông gió được. Nhưng mà ngay cái kẹt cửa đó thì kiến nó làm ổ ngay chỗ đó. Rồi bắt đầu tới cái mùa kiến cánh nó lên á, mà không có tắt đèn á, thì nó sẽ bay đầy phòng, thì như vậy thì nó rất là khó xử. Cho nên là sư mới phải tắt đèn. Đèn thì mở ở ngoài để như kiến nó ra ngoài, rồi nó kiếm cái chỗ nào khác nó làm ổ. Cho nên là trong một vài ngày tới thì có thể là nó cũng tối như thế này. Nếu như mà quý vị thấy là tối quá sư ơi, khó chịu quá, không không có không chịu được, thì sư sẽ tạm ngưng, tạm ngưng vấn đáp, hoặc là giải giảng pháp một cái vài ngày đấy, thì tùy quý vị ha.